Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với anh em mình là mấy cái cặp loa nữa nha mọi người ha. Thì có 1, 2 và 2 cặp loa Beoner bên kia là mới về nữa nha. Còn cái cặp bên này thì là dư âm nha mọi người ha. Thì lần trước thì cái cặp này đáng lẽ ra là mình bán rồi đó mọi người. Thì cái cặp loa GH này ha, GH nè, thì cái cặp này đáng lẽ ra lần trước mình đăng là bán rồi. Thì có một bác khách ha, mua thì cũng khá là lớn tuổi rồi. Thì điện nói chuyện với mình thì nghe cũng rất là thân thiện. Nó thì bác nói gửi đi, rồi ra bác nhận tiền, nhận hàng rồi thanh toán tiền luôn. Bác không có rành chuyện khoản mấy. Thì mình cũng thấy bác lớn tuổi và cũng tin tưởng ha. Thì mình gửi ra đến nơi á. Thì cặp này lần trước mình đăng lên là anh em điện hỏi khá là nhiều luôn á. Nhưng mà mình bán, mình hứa mình bán cho bác rồi. Nó thì mình đã đóng hàng, mình ship COD luôn. Thì khi mà hàng ra đến nơi á, thì điện thì bác không có nghe máy ha. Nó bên giao hàng điện thì bác nói là bác không có đặt. Rồi mình bên giao hàng tạo báo với mình á, rồi mình tiến hành mình điện cho bác thì bác không bắt máy luôn ha mọi người ha. Đó, mình không có bắt máy luôn. Rồi mình sử dụng cái số điện thoại khác á, mình sử dụng cái số điện thoại của vợ mình điện á, thì bác bắt máy lên mình nói thì bác tắt máy ngang luôn ha. Nó thì đáng lẽ ra là cặp này mình đã bán rồi, nhưng mà cũng bác cũng lớn tuổi rồi, mình cũng không có biết nói gì hơn. Cho nên là anh em nào mà quan tâm á, lần trước mình mua hụt cái cặp này á, thì có thể liên hệ lại nha. Liên hệ lại để rước em nói nha mọi người. Thì lần trước mình gửi đi, cứ phí về thì cũng hết một mớ tiền rồi. Thì cặp này là giá 1 triệu nha. Lần trước mình có bán rồi đó. Ủa, mình có đăng rồi đó. Thì giá lần này mình cũng vẫn bán giá này luôn nha mọi người ha. Mình không có thay đổi giá nha. Thì cái này hổng mình quấn giấy kiến, mình cho vô thùng xốp rồi mình gửi đi á. Khi mà hàng về thì mở giấy kiến ra nè, giờ quay lại nè, cho nên mình cùng xem. Thì cặp này giá là 1 triệu đồng nha mọi người ha. 1 triệu đồng, đường kính là 18cm nha. Màn là màn vải ha mọi người ha, màn vải phủ carbon. Và cái xương nè, cái xương thì được sơn sần nhám nha mọi người ha, được sơn sần nhám đó. Rồi cặp đầu tiên nha, và cái cặp bên đây là mới về nè. Rồi mình bỏ cái cặp này qua một bên đi nha mọi người ha. Mình nhìn cái cặp lo thì mình cũng khá là buồn luôn á, nhưng mà thôi, cũng chuyện cũng qua rồi. Anh em nào mà quan tâm á thì có thể ủng hộ mình nha. Rồi và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái cặp tiếp theo nha mọi người ha. Thì cặp này mình mới vừa về luôn. Thì cái cặp này đường kính chiều ngang là 18 phân nha. Đường kính chiều ngang là 18 phân. Thì cặp này là cặp GH đó mọi người. Cặp GH nè, thì giá là 1 triệu 3 nha. Thì cặp bên đây cũng là GH luôn, nhưng mà giá là 1 triệu 4. Thì nó có một cái số đặc điểm nó khác nhau. Trước tiên là nó khác về cái vấn đề màn này ha. Còn cái thứ hai là cái bên đây nè, là nó được sơn sần. Còn bên đây là nó sơn tĩnh điện mịn như mọi người ha. Bên đây là sơn mịn, còn bên đây là sơn sần. Nó thì nó khác nhau là như vậy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay vào chi tiết hơn. Thì cái cặp bên đây là giá là 1 triệu 3 nha mọi người ha. Anh em mình thấy có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Thì cái cặp lo này là mình gọi tên cho dễ hiểu luôn, là GH nha, là nó viết tắt của cái tên lo dưới này nè mọi người ha. Đó. Thì đây, mình sẽ quay cái đít lo trước nè, anh em mình có thể quan sát. Và phía bên trong cái màn lo này thì ở phía dưới là màn giấy tổng hợp nha ha. Thì ở trên nè là cái màn giấy, nhưng mà được phủ một cái lớp rất là bóng mọi người. Thì mình gờ cái tay vô nó rất là mịn luôn ha. Cho nên là anh em mình có thể nhìn thấy cái màn lo ở phía trên á, thì nó không có bị bụi dính cứng đầu được. Thì nó bị dính bụi thì mình sử dụng cọ để mà quét là nó sẽ sạch ngay. Đó. Thì ở phía trên rất là đẹp luôn. Còn ở phía dưới màn này ha, thì cái màn ở phía dưới thì nó là đang sợi những cái sợi giấy nó đang sợi đó mọi người ha. Thì anh em mình có thể quan sát thấy đó. Thì ở phía dưới này nó dính bụi, nó sẽ dính cứng đầu hơn nha. Còn phía trên này thì mình quét, mình vệ sinh nó sẽ sạch rất là đẹp luôn. Quan trọng là cái mặt tiền rất là đẹp nha mọi người ha. Còn ở phía dưới thì nó hơi bị dính bụi đôi chút, thì không ảnh hưởng gì nha mọi người ha.
thì ở phía dưới này mình chưa có vệ sinh nha, mình chưa có vệ sinh, còn bụi rất là nhiều luôn nè. Đó, rồi để mình quay luôn cái chiếc bên trong nha. Thì giá này cặp này là 1,3 triệu đó. Thì tất cả lô mình đều có báo giá hết nha, và mình bán hàng là rất là công khai minh bạch luôn. Nếu anh em mình thấy yêu quý và xem kênh của mình, thấy những cặp lô có thể sưu tầm được, thì mình có thể liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình nha. Còn nếu anh em mình chưa có nhu cầu để sử dụng á, thì có thể cho mình xin một cái nút like nha, nó để mình sưu tầm càng ngày càng nhiều lo hơn để cung cấp cho anh em mình chơi nha. Đó, thì cái nút like anh em mình thấy rất là nhỏ luôn ha, nhưng mà đối với mình thì nó là cả một tấm lòng của anh em mình đã dành cho kênh Đăng Khoa. Đó, mình xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ kênh của mình, để kênh của mình càng ngày càng được phát triển hơn và sưu tầm thật là nhiều hàng để cung cấp cho anh em mình chơi. Đó, thì giá cả thì mình báo công khai cho anh em mình tiện việc sưu tầm. Đó, chứ không có mập mờ về vấn đề giá nha mọi người ha. Giá thì mình cứ báo thẳng ra, thì anh em mình thấy được thì mình có thể sưu tầm. Còn nếu anh em mình chưa thấy có nhu cầu á, thì có thể cho mình xin một cái nút like nha, nó và một cái nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ mình nha. Biết đâu sau này ở nhà anh em mình có một cái cặp lo mà nó bị hỏng đi, thì trên kênh của mình đang sưu tầm có ngay cặp lo đó, hoặc là nó tương tự, thì anh em mình có thể liên hệ để sở hữu em nói nha, về để thay vào cái cặp thùng nhà mình, hoặc là anh em mình có thể đi qua thùng mới nha. Thì tùy vào nhu cầu của anh em, thì kênh của mình thì có rất là nhiều anh em chế cháo theo dõi luôn nha. Đó, thì anh em mua về đa quan trọng là anh em mình chế theo cái cách của mình thôi. Thì cặp này chiều ngang là 18 phần nữa mọi người. Thì cái mẫu này mình bán mấy cặp rồi đó mọi người ha, mình bán mấy cặp rồi đó, nhưng mà mỗi một lần về thì hình thức nó tương tự với nhau, cho nên là giá vẫn như vậy nha mọi người ha. Giá là 1,4 triệu một cặp ha. Thì mình bán mẫu này cũng 3-4 cặp rồi đó mọi người. Đó, thì mấy tháng mới về một lần mọi người ha. Thì cái này cũng cặp này cũng hình như tháng trước mình có về rồi, với mấy tháng trước mình về cùng lâu cũng được cặp hay cặp nữa đó mọi người. Thì lâu lâu mới có hàng thôi chứ không có nhiều. Đó, thì mình sẽ quay tổng quan luôn nha. Đó, anh em mình có thể quan sát từng chi tiết nè. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình để cặp này qua một bên nha. Thì giá cặp này là 1,4 triệu. Cặp GH sơn sơn sần nha, còn cặp GH sơn mịn này thì giá là 1,3 triệu. Nó anh em mình thấy mẫu nào thì có thể liên hệ nha, thì nó khá là giống nhau mọi người. Nó thì nó cái 500 rồi nó cũng giống nhau luôn nha. Nó thì nó y chang à, nó chỉ khác cái phần sơn với phần màng thôi. Đó, thì anh em nào mà thích cái tiếng bát ok hơn xíu thì lấy mẫu này nha. Còn cái mẫu này thì cái màng sống nè, cái tiếng lời của nó sẽ ok hơn xíu thôi, chứ nó không khác biệt nhiều lắm đâu mọi người, nó cũng tương tự với nhau thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay qua hai cái cặp Bioner mới về nữa nha mọi người ha. Thì đây chính là cái hai cái cặp Bioner nè. Thì anh em xem kênh của mình á, thì tầm cỡ một tháng trước hay là mấy tuần trước gì đó mọi người, thì anh em mình thấy hai cái cặp lo này nó quen quen không? Đó, thì lần trước mình về hai cặp mọi người ha. Thì trong hai cặp đó có một cặp xấu á, thì anh em mình nhớ là mình bán cặp 1,4 triệu với một cặp là 1,3 triệu nha. Thì hôm nay mình về tiếp hai cặp nữa mọi người, và hai cặp hôm nay thì nó đẹp ken luôn, cho nên là hai cặp hôm nay thì giá là 1,4 triệu hết nha. Đó, mình lật cái đít lên nè cho anh em mình xem. Thì cũng mấy tuần á ha mọi người ha, cũng mới đây thôi thì mình về được hai cặp. Thì mỗi một cặp á là 1,3 triệu và một cặp là 1,4 triệu. Thì có một cặp thì cái xương này nó hơi bị hen tí mọi người ha, còn cặp thì nó đẹp như trên video. Thì cái lo này là của Bioner nha mọi người ha, Bioner tự kép nha, Bioner tự kép, và màng là màng carbon. Thì màng này rất là dễ vệ sinh luôn, anh em mình dơ thì lấy cọ quét là nó sẽ sạch ngay nha. Và gân là gân vải dầu nha mọi người ha. Thì sắc xi bảy màu con này thì rất là đẹp luôn nha. Đó, để mình đo luôn kích thước nè. Thì mình sẽ đo phủ bì nha, phủ bì em nói là 20 gần 23 phân nha mọi người ha, phủ bì là gần 23 phân. Đó, thì anh em mình xem cái thùng lo ở nhà mình á, tại vì đa phần những cái dòng lo nội địa mà thông số nó lẻ không à, nó không có chẵn đâu. Những cái lo ấy thì thông số nó là 20 25 30, còn này thì nó 18 23 vậy đó mọi người ha, 21 đồ, nó tùm lum thông số hết à. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay tổng quan hết luôn nha, quay tổng quan hết bốn cái lo này cho anh em mình cùng xem luôn, và mình xin được kết thúc clip luôn nha mọi người ha. Thì clip cũng khá là dài nó, thì lo cũng khá là bụi luôn á mọi người. Thì này là đường kính là nãy mình có đo rồi, thì giá cho mỗi cặp là 1,4 triệu nha mọi người ha. Thì hôm nay là hai cặp đẹp ken luôn, anh em nào mà có nhu cầu lên lo bắt đôi á thì có thể liên hệ nha. Đó, đây cái sắc xi bảy màu của nó mình quay bằng đèn led á mọi người, cho nên là nó chói lại ha, nó chói lại nó. Thì anh em mình có thể quan sát nha, đây
sexy 7 màu khá là đẹp luôn mọi người. Rồi, clip của mình tới đây xin được kết thúc nha mọi người ha. Anh em ưng ý mẫu nào thì có thể liên hệ để rước mẫu đó nha. Đó thì hình thức lo thì mình đã quay cận cảnh hết rồi. Thì mình kích thước và báo giá thì mình cũng đã đều làm đầy đủ thủ tục cho anh em mình tham khảo rồi nha. Và clip của mình tới đây xin được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Thì hai cặp này là của Beuner nha mọi người ha. Thì cái in cái logo nằm đây này nha, anh em nhìn là biết ngay rồi. Và mình xin được kết thúc clip và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo.